Nằm trong các hoạt động tại chương trình quảng bá xúc tiến du lịch và công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Ngày hội hái quả huyện Mộc Châu lần thứ 8 năm 2024 là một trong những điểm nhấn quan trọng tạo ấn tượng hấp dẫn đối với du khách gần xa. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm thì từng dòng người trên khắp các nẻo đường của huyện Mộc Châu đều đổ về thung lũng Mận Nà Kha ở bản Pha Khen 1, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu để tham gia ngày hội. Đây là thung lũng Mận được cho là đẹp nhất miền Bắc, được bao bọc bởi những dãy núi hùng vĩ và nên thơ. Được duy trì tổ chức hàng năm, đến nay sau 7 lần tổ chức, Ngày hội hái quả huyện Mộc Châu đã trở thành sự kiện văn hóa du lịch thường niên, là thương hiệu du lịch nông nghiệp đặc trưng của huyện Mộc Châu. Ngày hội hái quả huyện Mộc Châu lần thứ 8 năm 2024 tiếp tục hướng tới thông điệp sản xuất nông sản sạch gắn với bảo vệ môi trường. Ngày hội hái quả năm nay của chúng tôi rất là sôi động. Thế và các cái hoạt động của ngày hội hái quả thì đã được bà con nhân dân cũng như là các du khách gần xa là hưởng ứng. Nội dung được mong chờ nhất tại ngày hội đó là phần thi hái quả. 8 đội thi tham gia phải hái mận bằng tay, không được rung cây, bẻ cành, đập quả hoặc có các thao tác gây ảnh hưởng đến cây mận. Tham gia ngày hội hái quả thì tôi cũng rất là hồi hộp. Nhưng mà tôi thấy công việc này rất là quen thuộc đối với tôi. Tại vì là cây mận nó gắn bó với tôi từ bé. Là phải có đôi tay nhanh nhẹn và đôi chân khỏe mạnh để leo trèo, để hái được nhiều quả nhất. Bên cạnh đó, ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn khác như trình bày quả và thưởng thức quả, trò chơi thể thao dân tộc, dân gian, thì trại văn hóa cộng đồng. Tất cả đã tạo nên một ngày hội sôi động, mang đến những trải nghiệm thú vị, khó quên và để lại những ấn tượng sâu sắc với các đại biểu và du khách. Cũng rất là may mắn, mình đây là lần đầu tiên được đến với cả Sơn La và cũng rất tình cờ được vào đúng vào cái ngày hội hái quả của Sơn La. Lần đầu được đến thấy những cái giỏ mận với cả những vườn mận rất là thích, muốn là được trải nghiệm những cái không khí này cùng với cả mọi người. Ngày hội là niềm phấn khởi và tự hào đối với người trồng mận, khẳng định vị trí, vai trò và giá trị của cây mận hậu Mộc Châu, đồng thời góp phần tuyên truyền quảng bá về tiềm năng thế mạnh khu du lịch quốc gia Mộc Châu nhằm thu hút đầu tư, hợp tác và phát triển.